Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 19 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Chống dịch lần thứ tư, Đà Nẵng thần tốc hơn và dày dặn hơn. Và theo thông tin từ báo VOV.vn, đã 2 tuần từ khi làn sóng Covid-19 thứ tư ập đến, với những chiến sĩ khoác áo blue trắng, khái niệm ngày và đêm đã không còn ý nghĩa, họ và cả Đà Nẵng lại bước vào cuộc chiến mới giữa thời bình, thần tốc hơn và dày dặn kinh nghiệm hơn. Mỗi người dân là một pháo đài chống dịch. Nghĩa, cư dân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ khoảng nửa tháng nay đã bỏ hẳn thói quen chạy bộ buổi sáng. Thay vào đó, anh chỉ ra ngoài 3 ngày mỗi lần để mua thức ăn và nhu yếu phẩm cần thiết trong gia đình. Người Đà Nẵng kể từ sau thông tin xuất hiện trường hợp nhiễm Covid-19 mới hôm ngày 3 tháng 5 đã quen với nguyên tắc 5K mà thành phố ráo riết triển khai như một tình trạng bình thường mới. Với phương châm mỗi người dân là một pháo đài chống dịch, ngay từ cuối tháng 4 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản yêu cầu tiếp tục hạn chế các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trong trường hợp tổ chức và phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Liên tiếp sau đó, Đà Nẵng đã mạnh tay yêu cầu dừng các sự kiện văn hóa, thể thao, tôn giáo, hoạt động nghệ thuật, karaoke, bar, club, vũ trường, chợ đêm, phố đi bộ, dừng phục vụ ăn uống tại chỗ cũng như là các phương tiện vận tải công cộng, các hoạt động giao hàng và cấm tụ tập 5 người nơi công cộng. Từ ngày 8 tháng 5, người dân Đà Nẵng đã sử dụng thẻ vào chợ theo phiên chẵn lẻ. Và những biện pháp mạnh được áp dụng, các cấp độ chống dịch liên tục được nâng cao. Tính đến ngày 16 tháng 5, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã xử phạt 272 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch với số tiền là 127,5 triệu đồng. Thấp hơn nhiều so với đợt dịch tháng 7 năm 2020, cho thấy ý thức tuân thủ khuyến cáo 5K đã được nâng cao lên. Và cán bộ nhân viên y tế từ cấp quận đến phường, bất kể ngày đêm đã từng ngõ, gõ từng nhà khi có thông tin ca nhiễm mới để nhanh chóng truy vết F1 và F2. Bên cạnh đó, việc Đà Nẵng triển khai phổ biến tờ khai y tế trên diện rộng qua Zalo cũng giúp việc truy vết, khoanh vùng dịch trở về nên hiệu quả hơn. Các tờ khai được đưa lên nhóm Zalo của khu phố cho mọi người điền thông tin. Trên cơ sở đó giúp cơ quan chức năng nhanh chóng nắm được lịch trình đi lại của cộng đồng, người lạ đến lưu trú, khách của gia đình đều được nhắc nhở khai báo. Và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho hay thì các biện pháp khẩn trương và quyết liệt trên nhằm đảm bảo việc kiểm soát tốt dịch bệnh và vừa cân nhắc tính toán đến giảm thiểu ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Và sáng tạo ngay từ cách xét nghiệm gộp. Trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khi chưa xác định được nguồn lây, Đà Nẵng tiếp tục triển khai xét nghiệm gộp để tăng tốc truy vết. Đây cũng là giải pháp được thành phố này áp dụng thành công đầu tiên tại đợt dịch trước và chính phủ đánh giá rất cao về tính hiệu quả này. Và cụ thể thì theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đợt dịch năm 2020, phương pháp lấy mẫu gộp 5 đã cho thấy lợi ích thiết thực, tiết kiệm về chi phí và giảm xuống còn gần 12 tỷ đồng thay vì hơn 55,4 tỷ đồng nếu xét nghiệm mẫu đơn. Năm 2021 thì trước diễn biến dịch phức tạp, đối mặt với áp lực xét nghiệm, số lượng mẫu ngày càng tăng trong điều kiện khó khăn về nhân lực, vật lực, Trung tâm Y tế Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng CDC Đà Nẵng tiếp tục cải thiện phương pháp mẫu gộp nhóm 5 người thành mẫu gộp nhóm 10 người. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến nay, có gần 70.000 mẫu xét nghiệm đã được CDC Đà Nẵng thực hiện với kết quả xét nghiệm phải có trong vòng 24 giờ, đáp ứng tốc độ truy vết, giám sát diện rộng. Ngày 13 tháng 5, Đà Nẵng đã xét nghiệm được 22.844 mẫu, cao nhất từ trước đến nay. Phương pháp xét nghiệm gộp đã giúp tiết kiệm chi phí tối đa lên đến 20 lần so với xét nghiệm mẫu đơn, đồng thời đẩy cao tiến độ xét nghiệm, phát triển nhanh các ca bệnh trong cộng đồng. Đánh giá cao phương pháp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị Đà Nẵng tổng kết để hướng dẫn chia sẻ với các địa phương khác để tiết kiệm chi phí và cải thiện tốc độ xét nghiệm. Tiếp đó, thì vào ngày 16 tháng 5, CDC Đà Nẵng đã tiếp tục được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký tặng bằng khen vì những thành tích trong công tác phòng và chống dịch Covid-19. Có vũ khí mạnh trong tay, ngay tối ngày 17 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ban hành kế hoạch xét nghiệm Covid-19 đại diện các hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc phát triển sớm người nhiễm bệnh trong cộng đồng, đặc biệt là những trường hợp không có biểu hiện lâm sàng. Trên cơ sở đó, triển khai các biện pháp kiểm soát và khoanh vùng dập dịch kịp thời.
Và theo dự kiến thì việc thực hiện lấy mẫu diễn ra từ ngày 18 đến 21 cho 65.888 hộ chưa được xét nghiệm và sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm theo quận và huyện và chống dịch bằng cả nghĩa cử đồng bào và đối mặt với những ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ tới tình hình kinh tế xã hội qua các đợt dịch. Nhưng dường như càng gian khó, người ta lại càng thấm hiểu nghĩa tình người Đà Nẵng. Người ở nơi không bị phong tỏa, tự nguyện lo lương thực, thực phẩm cho người vùng dịch, không có xe vận chuyển, hội xe bán tải Đà Nẵng xúm vào giúp đỡ. Tháng 2 năm 2021, khi dịch bệnh lên ở nhiều địa phương, Đà Nẵng đã ngay lập tức quyết định tháo dỡ và chuyển phần thiết bị từ bệnh viện dã chiến Tiên Sơn cho tuyến Hải Dương ở một hướng khác. Đoàn công tác gồm 8 y bác sĩ cùng gác Tết lên đường chi viện khẩn cho Gia Lai. Ở tầm vĩ mô hơn thì tính từ đầu năm 2021, Đà Nẵng không nể hà đón nhận và tổ chức cách ly cho 12.000 người về nước, chiếm khoảng 80% công dân được giải cứu. Và mới đây, ngay trong đêm ngày 17 tháng 3, trong bối cảnh vẫn phải căng mình chống dịch, thành phố Sông Hàn vẫn chia sẻ cùng Bắc Giang và Bắc Ninh mỗi tỉnh 6.000 sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 tương đương với 3 tỷ đồng. Trong bão Covid vẫn có mặt, Đà Nẵng quyết liệt thần tốc mà nghĩa tình như thế. Và đó là thông tin ngày 19 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bố thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Tạm biệt.